Vụ đông năm 2003-2004, tỉnh Thanh Hóa trồng hơn 1.000 hecta khoai tây, tập trung ở các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Quảng Sương, Thọ Xuân và Yên Định. Nhờ được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên năng suất khoai tây bình quân từ 18 đến 20 tấn một hecta. Một số diện tích sử dụng giống khoai tây chế biến cho năng suất khoảng 30 tấn một hecta. Tổng sản lượng khoai tây toàn tỉnh đạt khoảng 25.000 tấn. Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 10 doanh nghiệp đang đầu tư liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm khoai tây với người dân, hợp tác xã. Trong quá trình liên kết sản xuất, các công ty đầu tư ứng trước cho bà con về giống, vật tư, phân bón, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc, đồng thời bao tiêu sản phẩm cho nông dân thông qua các hợp tác xã để phục vụ chế biến.